Hello, welcome back. Chúng ta đi chơi Mafia Photo. Bạn chưa cái đang dẫn đầu là chưa ơi. Từ từ chúng ta sẽ kết hợp chữ nè. Kết hợp hai cái chữ B như lại là C này. Hai cái chữ bên kia bắn khỏe thế. Mình phải đẩy. Đấy, đẩy, đẩy góc này nhìn. Victory rồi. Tiếp tục này. Đi là bom. Quay là bom. Chúng ta đang ở level 7. Kết hợp này ra xem nào. Ui, được một chị em khỏe lắm. Một chị em rất là khỏe. Châu ơi. Một mình cân tóc. Tiếp tục nè. Level 8 nhá. Chúng ta đang ăn được khoảng 15.000 tiền vàng rồi. Nhảy mà hết. Ready. Và thêm đội quân bắn xa này này. Một chiếc dây. Một chị em khỏe ghê nhỉ. Chị em khỏe thật. Chết. Chúng ta đi chơi Rainbow Strap. Rồi cái nhân vật này đúng là con Blue trong Rainbow Friend thôi. Game này cũng hay đấy nhỉ. Lúc trước có một game như thế này nhưng mà nhân vật là Huggy. Bây giờ lại hot game này. Đưa tận miệng luôn. No.
Rồi kéo ra đây, cần tiết hết tay đi. Game này cũng khá là ổn đấy. Ui, double kill luôn. Hai chân hai tay xuống. Chúng ta tiếp tục chơi đồ alphabet. Game mình chơi kiểu gì? Game mình xem cách chơi nào. Chuyển này. À, đây số 13 trên đầu chính là cái lực chiến của chúng ta. Mình phải đi ăn những con lực chiến bé hơn này. Ui, cái hạng cuối cùng nhìn mạnh thế. Hạng cuối cùng nhìn lực chiến toàn 200 này. Ăn cái chứ cái con cả số này. 482. Ok. Game rất là hay đấy. Ui, hẳn à. Đây thì ăn được chương 16 nè. Thưởng nè. Ui, 5k lực chiến luôn. Ô, khiếp không? Phải gửi chữ F của hình con cá sấu này nhìn ghê. 20. Ui dồi. 7k lực chiến rồi. 12k. Bằng được chiến nhau rồi, có ăn được không? Ui, 6k được chiến kìa. Rồi chúng ta sẽ chơi Rainbow. Ui, vào game mấy cái hộp này chả nhặt thế này. Mình xin. Sao không đi được? Tiếng zit zit này là biết quái vật ở đây à. Ui là mình sở hữu một phát tận này 6-7 hộp này. Trong này ít người chơi mình mới ăn được nhiều hộp. Chứ bình thường là không được cái gì đâu. Ê, ăn nhiều hộp ơi. Ngôi sao sáng nhất bây giờ đây. Ngày mà chết tôi phát thì phí.
lại cái hộp nữa này. Hết chỗ này không có hộp rồi. Hơi lag nhá, game này bây giờ chơi hơi lag giật đấy. Mình gửi một phát cái đống này là win luôn này này. Chuẩn thế. Pha nó không thể đỡ được. Phòng này phòng gì? Hết hộp rồi. Chỗ này trong đường hầm này. Đường hầm này mình chưa vào vào luôn. Tê rồi. Ôi. Tiếp tục sẽ là Rainbow Friend Happy. Rồi, ta lại tiếp tục vào game. Trong này có rất nhiều mẫu mô hình này. Giật thế, game giật thế. Tắt bỏ chat thì chúng tôi về đấy. Để chọn cái Rainbow Friend này này. Mấy mô hình đây là phải mua này, con này đẹp này. Giờ đắt đấy. Có hiện cái này ghét không? Ui, chúng ta biến thành con Green rồi. Con này không đi được. Đi đánh nhau chăng?
Đó là cái lối thoát này. Chạm vào cái gì vẫn là nó biến hình theo luôn. Grab Rainbow. Qua kia mà. Chưa thấy cái con kia à, thấy trên bảng chiếc cái mình đâu. Survival in Rainbow Motor. Đây chơi đây Frog.
thua. Ok, vào game chưa? Chúng ta có 10 phút trong trò chơi. Ủa, bắt cửa này. Rainbow với Piggy. Mình chưa chơi game này bao giờ. Cái này cái gì? Tăng tốc à? Ôi, sao khóa hết cửa ấy mà? Cái đất gì đây? Cái gì đây? Khả năng game. Ui, ui, ui. Ui, đợi sao có con lợn kìa. Có con lợn nó phát nhạc. Ảo chưa? Cái này giật điện không? Con lợn này. Con lợn này hơi ảo đấy. Khóa hết cửa. Ôi được. Tám phút nữa. Đuổi thoát thì sao? Trong game này nó khóa hết cửa này. Đây có một cái chổi này, có một con lợn trong này này. Khóa ấy. Khóa hết thôi. Đi con đánh luôn.